Xin vui xin chào tất cả các bạn và bà con cô bác mình ha. Thì hôm nay mình chia sẻ một chỗ cái vựa dừa của mình làm đó các bạn. Thì hiện tại cái giá dừa hiện tại bây giờ cũng mùa mưa rồi, nó cũng giảm bớt rồi nha các bạn. Nhưng mà dừa thì rất là nhiều. Đó, các bạn thấy dừa rất nhiều không? Thì hiện tại cái dừa ta ở đây đó, mình giao mà tại dừa các bạn, ở dừa ta giao tại dừa là giá khoảng chừng 80.000 một chục nha các bạn. Đó là cái dừa ta nha các bạn. Đó, dừa ta ở đây thì tính 2,2 kg đổ lên tới sồn nha các bạn. Rất là đẹp. Thì dừa ta Tiền Giang các bạn biết đó, nó cũng không có bự bằng mấy cái dừa ở Vĩnh Long, Trà Vinh nữa, nhưng mà có cái nó rất là mỏng vỏ nha các bạn. Còn cái cây này là cây dừa sim ha, sim thường ha các bạn. Sim thường này thì nó nói chung là nó đủ loại luôn. Thì cái sim thường này giao tại chỗ này thì 60 đến 65 ngàn chục nha các bạn. Đó, các bạn thấy á, nó sim này là sim thường nè, thì nó cũng có nhiều khi nó cũng ngang bằng với, có một số là nó hơi dài dài. Đó, nhưng mà cái này sim thường thì nó đủ loại, có tả đóng nữa nha các bạn. Đó, là cái dừa sim thường. Còn cái cây dừa này các bạn thấy á, nè, cái cây dừa này là cây dừa để mình đóng ra ngoài Nha Trang nha các bạn. Cái dừa xá ra Nha Trang á, thì cái dừa này mắc nha các bạn, tại vì cái dừa này là dừa lựa không? Dừa này là dừa lựa mình đóng ra ngoài. Cái này đi xá chứ không có đóng bao nha các bạn. Đó, cho nên cái dừa này thì nó nằm khoảng từ 80, 85, 90 ngàn. Đó thì cái dừa này mình đóng ra ngoài á. Nó dưới bên đây nha các bạn. Mã lai thì hiện tại ở dừa mình bán ra cái mã lai á, là giá 85 ngàn tại dừa nha các bạn. Nó rất là nhiều. Thấy à, không dừa cũng khiếp không. Rất nhiều đó các bạn thấy nè, cái dừa này dừa lựa nè, mình đóng ra ngoài Nha Trang nè. Thì nó cái giá nó cao hơn là cái dừa không có lựa nha các bạn. Còn đóng bao này, đóng bao dừa bi. Còn này cái dừa mã lá chu nha các bạn. Đây dừa bi. Thì dừa cái dừa dừa của mình á thì mỗi ngày về dừa rất là nhiều. Thì các bạn và bà con cô bác mình á, thì anh chị em mình có lấy dừa về bán thì liên hệ với chủ dừa này ha, hoặc xe tới lấy cũng được nha các bạn. Thì giá cả thì các bạn liên hệ với chủ dừa thì nó dễ hơn, còn mình thì chỉ là người chia sẻ thôi ha. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Thì các bạn và bà con cô bác mình xem video thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ dừa mình, cảm ơn rất là nhiều.